Dù giàu có nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn sốc nặng khi nhận hóa đơn y tế ở Mỹ. Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định về Việt Nam điều trị chấn thương sau khi nhận hóa đơn y tế ở Mỹ. Vào ngày 21 tháng 2, Đàm Vĩnh Hưng bị thương nặng ở chân khi đi lưu diễn tại Mỹ. Anh lập tức nhập viện tại xứ Cờ Hoa để sơ cứu chân bước đầu. Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì anh cần một tháng mới bình phục như ban đầu. Tuy nhiên, khi vết thương vừa ổn, ông Hoàng Nhạc Việt đã quay về Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Đàm Vĩnh Hưng cho biết lần này bản thân cảm thấy rất may mắn khi được về nước sớm do y tế ở Mỹ đắc kinh hồn. Xem bill xong muốn xỉu liền lập tức. Bàn về sự việc này, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã bóc giá điều trị của Đàm Vĩnh Hưng trong 2 tuần nếu không có bảo hiểm bên Mỹ có thể lên tới 840.000 USD, 20 tỷ đồng, mà vẫn phải chờ đợi để được chữa bệnh. Thậm chí sau đó vẫn phải về Việt Nam để chữa trị thêm. Dù giàu có nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn sốc nặng khi nhận hóa đơn y tế ở Mỹ. Đàm Vĩnh Hưng hiện vẫn điều dưỡng và hạn chế đi lại. Đúng là giàu như Đàm Vĩnh Hưng cũng phải than. Bởi nếu lưu lại Mỹ vừa điều trị và tịnh dưỡng thì con số phải chi sẽ còn đội lên hơn nữa. Hiện nam ca sĩ vẫn cập nhật hình liên tục và tâm trạng khá vui vẻ vì có con trai kề bên.